Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn anh em Trung Trinh, anh em An Dương, anh em Hồ Khánh, anh em Thanh Trần, anh em Bảo Phạm, anh em Lam, anh em Kunilu và cuối cùng là anh em Hải Bếu. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, và trong cái clip ngày hôm nay, đó là một cái clip rất là đặc biệt. Tôi làm clip này thay cho lời cảm ơn để gửi tới anh em Hải Bếu. Xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Hải Bếu. Trong suốt khoảng thời gian 3 năm vừa qua, anh em đã đăng ký hội viên để ủng hộ cho tôi. Cảm ơn anh em Hải Bếu rất là nhiều. Và tôi mong rằng trong cái khoảng thời gian sắp tới, anh em Hải Bếu vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ kênh như cái thời điểm hiện tại anh em nhé. Và ngày hôm nay theo yêu cầu của anh em Hải Bếu thì anh em mong muốn là tôi sẽ chơi gót. Đấy, hoặc là chơi siêu đẻ. Siêu đẻ hoặc là gót nha anh em nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ chơi cái bộ gót hoặc là siêu đẻ. Đầu game thì nói chung là nó ra con Thunder sớm thì khả năng là đánh gót là cao hơn. Đấy, con siêu đẻ thì tôi cũng đang pick cái con Unicorn đây. Nếu mà ra beat thì sẽ chơi siêu đẻ. Đấy, hai line up đều là những cái line up mà mạnh ở trong cái thời điểm hiện tại. Có thể là cái bộ beat thì anh em biết rồi và nó cực kỳ mạnh. Nhưng mà cái bộ gót ấy nó mới thực sự là cái ẩn số đấy anh em ạ. Cái ẩn số mà có thể là anh em vẫn chưa biết. Nhưng mà tương lai tôi đoán ấy là chỉ trong vòng một tuần đổ lại thôi, thì cái bộ gót ấy nó sẽ xâm chiếm toàn bộ những cái game mà anh em chơi nhá. Khẳng định như thế luôn. Bộ gót sau khi update nó đã có một cái bước nó gọi là chuyển mình lột xác luôn, biến thành một cái bộ mà nói chung là rất là khó chịu, rất là, phải nói là thế nào nhỉ, nó rất là đa dạng kết hợp. Bây giờ nó không chỉ kết hợp hệ nữa mà nó còn kết hợp được cả tộc đấy, và chúng ta sẽ nghĩ đến những cái đội hình mà cực kỳ độc dị lạ từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới, ví dụ như là gót kết hợp với cả đỏ, gót đỏ nhưng mà lại không phải là chơi kiểu gót đỏ kiểu phải kẹp thêm một cái con khác tộc vào đâu, mà chơi gót đỏ là gót đỏ heo ấy, gót đỏ heo làm co hay là gót đỏ Bad Omen làm co đấy, có nhá, vẫn chơi được luôn. Bây giờ là Bad Omen ở trong bộ 6 đỏ ấy là nó có giảm cooldown đi là 60%, tức là nó có thể thả cái skill rất là nhanh đấy, trong vòng một hiệp có thể thả tới 3 lần đấy, nếu mà có cầu tạo mới và có cả cái ngọc giảm hồi chiêu thì tôi nghĩ là phải thả ít nhất là 5 lần. Ít nhất là 5 lần. Nếu mà cái trận đấu nó kéo dài 60 giây thì nó sẽ là rơi vào đâu đấy tầm khoảng 6 lần đấy. Đấy, còn nếu mà ít hơn thì nó sẽ là khoảng 5 lần nếu mà có cầu tạo mới và có cái ngọc giảm hồi chiêu. Còn con heo thì không phải nói rồi, con heo thì anh em cũng biết rồi đấy, heo bình thường heo kẹp gót thì nó đẻ ra liên tục. Đấy, bây giờ mà heo kẹp gót đỏ dồn đồ cho heo thì nó sẽ mạnh cỡ nào. Mà mạnh cỡ nào ấy thì anh em lại phải theo dõi tôi rồi. Anh em sẽ phải theo dõi tôi, bởi vì anh em yên tâm là tôi sẽ test hết nha anh em nhá. Toàn bộ các cái tộc tôi sẽ test hết toàn bộ kết hợp với God để xem là nó mạnh cỡ nào. Đấy, tôi cũng xin được tiết lộ những cái content mà sắp tới tôi làm cho anh em biết, anh em lắm được để anh em tiện theo dõi cái kênh nha anh em nhá. Nó sẽ gồm có là gì, God đỏ này. Đấy, xong rồi God beat, được, God beat được, gì nữa nhỉ? God Witcher. God Witcher. God Witcher bắn trưởng nhưng mà lại không tăng mana. Đấy, giật trưởng liên tục nhưng mà không tăng mana thì nó sẽ mạnh cỡ nào. Rồi thì God gì? God God kết hợp với cả Aegisith. Trời ơi, nghĩ tới là đã thấy là căng rồi. God Aegisith. Rồi thì God gì nữa? God kết hợp với cả Panda, kết hợp với cả bộ gấu. Wow, giảm cái cooldown của những cái con gấu thì những cái con gấu thực sự nó sẽ là bắn trưởng liên tục sao? Liệu rằng có phải là như thế? Đấy, có rất nhiều những cái lineup có thể test được. Bao nhiêu cái tộc thì là bấy nhiêu cái bộ gót. Chỉ có cái bộ duy nhất mà chúng ta không test được đó chính là cái bộ gót Glitter thôi. Gót Glitter thì không test được, không có kết hợp được. Còn bây giờ là có thể kết hợp được toàn bộ rồi. Có thể kết hợp với cả God Goblin. Đấy, Goblin cũng có thể tung trưởng liên tục. Và cũng có thể là bắp giáp. Chúng ta có cả God Goblin nữa. Rất nhiều những cái thể loại God. Cực kỳ khỏe.
những cái con Goblin anh em cảm tưởng mà nó là chơi Hyperon ấy mà nó lên 3 sao mà kết hợp với God thì nó cái mạnh đến cỡ như nào. Có vẻ như là cũng khá là uy tín đấy. Rồi, chúng ta sẽ test dần. Hôm nay thì chúng ta chơi cái gì đây? Hôm nay chơi cái gì đây? Trận này liệu rằng có phải là chúng ta đang gặp những cái bộ như là bộ God đỏ ở phía dưới kia không? Tôi thấy là có bắt đầu có người là bắt đầu mua đỏ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái gì? Thực sự tôi cũng chưa biết chơi gì nhưng mà chắc chắn nó sẽ là God. Không phải là beat đâu anh em ạ. Tầm này vẫn chưa ra thêm con beat nào nữa thì thôi. Thunder nó đang co trong cái bộ God rồi thì chúng ta có thể chơi God nha anh em nhé. Đấy. Hoặc là bây giờ cái con Senbo Exit ấy nó lên được 2 sao thì là có thể chơi được luôn. Và anh em ơi, cái con này ấy nó là ở trong cái bộ gì? Senbo này là nó ở trong cái bộ, nó là bộ Half Orc. Đấy, và bây giờ nhá, cái tộc Half Orc ấy nó cũng kết hợp được với God luôn. Ui rồi. Thế thì chắc là nó cũng sẽ mạnh lắm đấy nhờ anh em nhờ. Thử xem nào. Nếu mà chơi Half Orc mà kết hợp với God thì chúng ta đánh được 8 con là đủ rồi. 8 con là đủ rồi. 4 God kết hợp với cả 4 Half Orc. Thì 3 con Half Orc này xong rồi là 3 con God cộng với 1 Wizard là ở level 8, level 7 là đủ rồi anh em ạ. Vậy lên level 8. Level 8 thì nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là kẹp với cả cái gì nhờ? Chúng ta vẫn còn tới tận là 3 slot nữa. 3 slot nữa nó sẽ là của Warlock. Thế là hợp lý nhất rồi. Kẹp Warlock vào kẹp Half Orc, kẹp God. Trông có vẻ uy tín đấy. À mà còn tôi còn chưa nói cái điều này cho anh em. Đấy là bây giờ nhá. Không những là những cái bộ cơ bản chúng ta có thể kết hợp được với cả God, mà thậm chí là bây giờ ấy, Kira cũng có thể kết hợp với God. Đấy, để anh em có thể suy nghĩ đến những cái bộ như là bộ Assassin. Đấy, dồn đồ cho cáo. Cáo cầm Kira, cầm với cả cái gì, cầm với cả cái chém lan, xong rồi là kết hợp với 4 God rồi lăn liên tục. Trời ơi, sao mà nghe nó đã thấy là thốn lắm rồi đấy anh em ạ. Một con cáo với kết hợp với cả Kira và có khả năng là lăn liên tục. Lăn liên tục và trọt liên tục. Lúc đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ cực kỳ mạnh luôn. Đấy, anh em nên nhớ là bây giờ God cũng có thể kết hợp với cả tộc Kira nha anh em nhá. Trời. Nghe đã thấy là nó phê lắm rồi anh em ạ. Liệu rằng có phải là cái bộ nó là gì? God Assassin kết hợp với cả Kira. Ui trời. Quá mạnh luôn anh em ạ. Nghĩ tới là thấy là cái con cáo nó cực kỳ kinh khủng rồi. Đấy, chưa kể là God Assassin kết hợp với Kira, nhưng mà co là con Sailing Assassin thì nó mạnh đến cái cỡ như nào khi mà nó vừa có coi như là Kira, nó vừa có bắp cái giáp liên tục, cái khiên liên tục. Chắc là nó bất tử đấy anh em ạ. Nó có bất tử thật không thì mời anh em theo dõi nhá anh em nhá. Anh em hãy theo dõi những cái video clip tiếp theo của tôi ở trên kênh. Đấy, chắc chắn là tuần này nó sẽ là một cái tuần luôn. Dành 7 ngày để chơi God. 7 ngày luôn nhá anh em nhá. Thử tất cả thể loại God luôn. Nghĩ ra là cái bộ nào là thử hết các cái bộ đấy. Đấy. Rồi. Hôm nay vớ vẩn để chơi là God Half Orc đây. Liệu rằng có phải là hot cái bộ này không? Thực ra là cái con thần chết ấy nó vẫn chưa lên được 2 sao. Thế là cũng chưa nói trước được cái điều gì. Bây giờ cái con gánh của tôi ấy nó chính là cái con Tabu chờ đấy anh em ạ. Tabu chờ gánh từ nãy giờ luôn. Ok. Nếu mà bây giờ mà bỏ một con ra. Con này không được. Con này. Từ từ đã. Để xem nào. Nếu mà để như này thì có vẻ hơi mềm nhỉ. Không có 3 Warrior à. Nhưng mà thôi. Cái con Thunder tôi nghĩ là tôi sẽ không có bỏ ra đâu. Bởi vì con đấy là con duy nhất nó có thể sử dụng cái Blink. Nếu mà bây giờ bỏ con Thunder ra thì nó lại không có con nào sử dụng Blink à.
Hay Blink cho Unicorn. Blink cho Unicorn à? Blink Unicorn thì nó sồ lên, nó không cần Blink. Con Unicorn này nó ở trong cái bộ Half Orc thì nó không cần cái Blink làm gì cả. Blink nó có tác dụng là cho con Unicorn nó tăng mana nhanh thôi, chứ còn về cái việc sồ ra hàng đằng sau thì chắc chắn là nó sẽ sồ rồi. Ui thằng này lên con 2 sao rồi này. Ơ vớ vẩn thua không? Sợ thế. Tabu chưa còn sống thì không thua được. Cố lên. Cố lên, cố lên. Rồi. Rồi, ui rồi. Tí nữa thì level 7 thôi, level 5 ạ. May là không up cấp đấy. Chơi gì đấy? Chưa có tín hiệu anh em ạ. Như cái trận ở video trước là có tín hiệu đến từ vũ trụ, nhưng mà video này chưa thấy. Nó phải có một cái tín hiệu gì đấy cơ. Ra một cái con co chủ chốt ở trong một cái bộ nào đấy đi để tôi còn chốt nào. Bây giờ tôi thậm chí tôi vẫn chưa chốt được là bài gì luôn á. Chỉ biết là chơi gót thôi, chứ còn chưa chốt được gót gì. Giờ mà lên con Sunbow lên được 2 sao thì chắc chắn nó sẽ là cái bộ gót kết hợp với Half Orc rồi. Đấy. Mà không lên được thì chúng ta lại tính cái con câu chuyện khác nha anh em nhé. Rất nhiều con đường luôn. Ui, cái round này có vẻ thằng này hơi căng nhá. Phải lắm 2 sao đấy. Nhưng mà bị bớ vào. Ui mày quá anh em ạ. Vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng. Hay. Rồi. Mày quá. Bớ được chết cái con Heaven Bomber ở phía sau. Thế là nó không có con gây đam. Kunka, Kunka được không? Kunka cho vào là sẽ có là 3 Warrior. Nhưng mà sẽ thọt tiền ở round này. Bán Tabu thì tôi chưa có định bán Tabu đâu. Còn cái con Velomancer thì bây giờ nó kết hợp với khá nhiều bộ, nó khá là khỏe. Nên là tôi cũng chưa muốn là bán cái con Velomancer này. Kunka này cũng chỉ một vài round chúng ta sẽ bán đi thôi. Chứ còn cũng không chơi nên là thôi tôi chả mua nữa. Kệ, như này đủ mạnh rồi. Hay quá, vẫn ăn được thằng này. Rồi. Nhìn thế thôi mà nó rất là khỏe luôn. Đội hình trông rất là phèo luôn nhưng mà lại rất là khỏe. Chỉ có 3 con 2 sao nhưng mà toàn một đô thôi anh em ạ. 3 con 2 sao toàn 1 đô. Kết hợp được với cả God. Bây giờ thì mới có 2 God thôi, chứ còn 4 God thì cái bọn này nó sẽ tung trưởng liên tục thôi. Kể cả con Unicorn. Unicorn cũng sẽ tiên tung trưởng được liên tục. Hy vọng sẽ có những cái món đồ phù hợp với cái bộ gót. Không phải ra những cái món đồ đánh tay. Lấy được những cái món đồ bắn trưởng là ngon. Ok. Khởi đầu khá tốt đẹp đấy. Mặc dù nhìn đội hình nó không quá mạnh nhưng mà vẫn có thể giữ được cái chuỗi tầm này. Mà giữ là chắc chắn là tôi sẽ xả tiền rồi. Ở ra sau tôi giữ cái chuỗi này. Cố gắng đưa con Sunbow lên được 2 sao. Cái tầm này sau ra 16 ấy là phải lên được 2 sao rồi. 4 gót này. Ra được 4 gót rồi. Nhưng mà nhìn trông có vẻ hơi yếu nhỉ anh em nhỉ. Tầm này xả tiền luôn không? Hay để rao lửa nhỉ? Sau rao quái này xả tiền tôi sợ không kịp form đâu. Nó còn nhiều cái bước chuẩn bị các thứ xếp bài xếp viếp. Tôi nghĩ là thôi để rao sau nhá. Rao này thì tạm thời cầu trời khấn Phật để có thể giữ được cái chuỗi này. Một rao nữa. Chứ còn bây giờ roll không kịp. Mà tiết kiệm thêm một chút tiền đi. Ok.
Rồi, hay, gặp cái thằng này khá là yếu. Nó lại còn đứng tụm vào nữa chứ. Ngon. Xả tiền chưa nhỉ? Thôi xả luôn nhá anh em nhá. Tôi nghĩ là với cái đội hình như này thì sớm muộn gì cũng mất chuỗi. Phải xả thôi. Bây giờ kiếm cái con 2 sao đã. À đây, ui giời, 4 Havoc này. Quá tuyệt vời. Tiếp, chưa được, này chưa được. Phải xả lửa anh em ạ. Già, thôi, già không chơi. À rồi, ui rồi. Ui giời ơi, thôi. Chốt luôn, chốt lẹ luôn anh em nhá. Thôi, thế là biết là chơi cái gì rồi anh em ạ. Chơi cái gì rồi. Gót 6 đá. Gót 6 đá. Không nói nhiều. Rồi, ok. Nếu mà chơi gót 6 đá thì chúng ta sẽ form ở level 9 là đủ đúng không? 9 là đủ. Level 10 kẹp thêm được con Unicorn nữa. 4 gót 6 đá đánh ở level 9, level 10. À không phải Unicorn, nhầm. Zersaw kết hợp được với kết hợp với 3 mét. Ok. Ui rồi ôi, quả trứng này. Vậy là còn một con Light Spirit nữa thôi là lên được 2 sao rồi. Ui rồi. Ngon. Được quá nhờ. Thôi đập trứng. Từ từ. Không, đập cho con này đi. Thunder chứ. Thôi chốt đi, chốt là chơi đá đi anh em ạ. Chơi đá thôi. Ok. Đó. Giữ cái chuôi này đã. Không nói nhiều. Bây giờ ấy, 4 gót kết hợp với 6 đá được anh em ạ. Ảo lắm. Mạnh thật sự anh em ạ. Tầm này chắc là tôi nghĩ là phải roll tiếp ấy. Cái này vẫn chưa đủ đâu. Phải ra 3 mét đã. Kiếm con Phượng Hoàng. Đây rồi. Hay quá nhờ. Thôi giải tán cái bọn Havoc đi. Được chưa? Đấy. Bây giờ thì mới gọi là ok rồi này. Thôi bây giờ thì up lên 9 lên 10 thôi anh em. Đủ bộ à? Blink này ta chắc là cho Grand Herald nhỉ? Có con nào dùng được không? Ok, bây giờ giữ tiền anh em nhá. Lên 10 đó. Đủ à? Đủ mạnh à? Warrior vô tư. Ui dồi ôi. Một xoài quạt đã bay hết đội hình rồi. 3 mét kết hợp với cả 4 gót. Mà lại chơi co là con Thunder được. Quá khỏe. Được quá nhờ. Được đấy. Ổn áp luôn. Chơi gót bây giờ quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Gót cho co làm con Thunder. Mặc dù là bị dính cái tộc đá, cái tộc Spirit, nhưng mà vẫn tung trưởng được, vẫn giảm cooldown được. Đó là một cái sức mạnh mới. Coi như là cái bộ gót này nó được lột xác đi. Nó phải lột xác thì nó mới chơi, nó mới có người chơi đấy. Chứ còn nếu mà nó không thay đổi thì chắc là cũng chả ai chơi cái bộ gót đâu anh em ạ. Gót bây giờ nó đáy xã hội rồi. Cái quả thay đổi này là một quả thay đổi gọi là chí mạng rồi đấy. Coi như là thay đổi cả một cái meta luôn. Bây giờ meta sẽ là meta gót. Sẽ không phải là meta Witcher nữa. Ok. Rồi. Mạnh thật sự anh em ạ. Mạnh thật đấy. Quá tuyệt vời. Có cái gương cho con The Saw.
Anh em cứ nhớ tôi ra video clip ngày hôm nay nha anh em nhá. Anh em nhớ những cái gì mà tôi nói ở trong video clip này. Sau đó khoảng một tuần nữa anh em quay trở lại, anh em xem có phải thực sự là cái bộ gót đó xâm chiếm cái rank không nhá anh em nhá. Đấy, anh em hãy lốt lại, anh em hãy để lại dưới phần comment comment của anh em để anh em đánh dấu lại là ngày hôm nay tôi nói thế. Một tuần nữa anh em quay trở lại, anh em sẽ thấy là tôi nói chỉ có đúng thôi. Mạnh đến cái cỡ như này cơ mà anh em. 6 đá đánh ở level 10 rồi, sắp được rồi. Sắp dí lên 10 rồi anh em ạ. Một khi mà đã dí lên 10 thì bọn nó chỉ có đứng im đến chết thôi. Đứng im cho cái con Thunder nó thổi thôi anh em ạ. Quá kinh khủng. Quả trứng còn lại thì tôi sẽ giữ lại để tôi đập cho con Lancer Breed. Trận này nhá, nó còn chưa Bắc Binh đâu. Bắc Binh là nó phải có cái con Dark Spirit nữa ở trong cái bộ 6 đá ấy. Trời ơi, nếu mà ra con Dark Spirit nữa thì thực sự nó là quá là Bắc Binh luôn. Lúc đấy thì nói chung là cái đội hình nó phải gọi là tối thượng. Kèm Dark Spirit thì có khi chấp hết cả mấy cái thằng Kira luôn ấy. Kira Beat các thứ ấy. Mấy thằng đấy chắc là chạm nhẹ cái là chết rồi, bay màu rồi. Giảm máu theo phần trăm máu thì cái bọn Kira nó rất sợ. Quá kinh khủng anh em ạ. Đấy là tôi còn chưa có những cái đồ ngon dành cho cái con Thunder đâu nhá. Vẫn chỉ xài những cái món đồ đểu thôi, chưa phải đồ tím luôn. Chưa hề có đồ tím đâu. Chưa đổi đồ tím mà đã mạnh thế này rồi. Còn chưa tính đến những cái đồ cam nữa cơ. Kiểu gậy hách hay là cái gì nhỉ, cái vương miệng. Chưa có đâu. Mới đang cầm những cái món đồ xanh dương thôi mà đã áp đảo này rồi. Vẫn đang 100% máu anh em ạ. Điêu không? Trời ơi, 16 trận thắng liên tiếp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại này. Thấy bảo là đầu mùa đánh khó mà thấy đầu mùa mà đánh như thế này rồi thì chắc là đội hình này mạnh thật. Tôi nghĩ đầu mùa đánh nó phải gắt lắm, đánh phải khó lắm. Nhưng mà tôi thấy là nếu mà đánh mà với số lượng máu vẫn 100% máu như này thì khả năng là bộ này nó mạnh thật anh em ạ. Ui, mất chuỗi không? Con này mất không? Vẫn xoay qua được phát lửa chứ. Đúng là như vậy. Ok. Đánh ngồi không? Có mất chuỗi không? Vẫn còn. Vẫn còn. Vẫn còn Light of Breed là vẫn chơi được. Ê, nên nhớ là cái bộ gót nó có cả con Phượng Hoàng nữa nhá. Tất cả đều có được hưởng bộ gót. Trời ơi, cái con Spirit, cái con Stone Spirit thì lém đá liên tục. Con Phượng Hoàng Lửa thì hú liên tục, hồi sinh liên tục. Trời, căng thật đấy. Hay chơi cái bộ này dồn đồ cho con Phượng Hoàng 3 sao nhỉ? Anh em thấy ok không? Con Phượng Hoàng liệu rằng nó có bất tử liên tục không? Càng đấy, càng đấy. Trời ơi, sao lại hay thế? Phượng Hoàng ở trong bộ 6 đá. Phượng Hoàng trong bộ 6 đá, Phượng Hoàng kết hợp với gót trong bộ 6 đá. Căng nhờ. Châu thực sự. Ui ôi, chưa kịp bất tử thì đã chết rồi. Ui, đấm đau ấy nhở. Nhưng mà bạn ơi, xòe quạt là cũng đi thôi. Ui rồi ôi, còn một máu hả bạn ơi. Quá tuyệt vời. Phượng Hoàng chưa lên được 2 sao nên là vẫn chưa bảo kê được cho hàng trên. Hàng trên vẫn bị lủng. Con Thunder Spirit vẫn bị đấm. Nếu mà con Phượng Hoàng này lên 2 sao tôi nghĩ là không có cửa nào mà chạm vào người con Thunder đâu. Bộ này ấy, nếu mà nó mắc binh thì nó phải có con Khan nữa anh em ạ. Có con Khan và có con Zerg. Đấy, có con Khan và con Zerg thì chúng ta không cần phải kẹp Zerso. Mà chúng ta có cái bộ gót ở trong và cái con Zerg và cái bộ mết ở trong con Zerg rồi. Là có 3 mết nghiễm nhiên là đánh ở level 9 là đủ rồi. Lên level 10 có thêm Khan và có thêm kẹp thêm một con ở trong cái bộ cọc nữa. Thì chúng ta có thêm một cái cọc nữa cơ. Thì nó còn mạnh hơn nữa. 6 đá kết hợp với cọc, kết hợp với 4 gót anh em ạ. Ui vãi đài luôn. Càng đấy. Mà nhắc đến cái bộ cọc ấy thì bây giờ cái cọc đấy nó cũng được hưởng gót nha anh em nhá. Chơi cọc cũng được hưởng gót luôn. Cái con, những cái con thuộc tộc cọc nó sẽ như là nó sờ tun liên tục. Quá càng.
Còn tư tế nó sẽ đập liên tục luôn. Rao này thì không có đồ gì cả. Ui rồi nó lại ngon luôn anh em ạ. Thế này không cần phải đổi đồ tím luôn ấy. Trời ơi đồ ngon đấy. Thế này thì cần gì phải đổi đồ tím nhỉ. Này thì vô tư rồi. Lên 10 rồi. Ok quá nhờ. Đồ nó phải gọi là quá là perfect luôn. 3 món xanh dương đều xài được. Ui ôi trời. Thế thôi. Câu chuyện ở đây nó đã kết thúc. Xong rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đây. Chưa có đồ để mà đổi đồ tím luôn ấy. Mấy cái món này đều dùng được, đều xài được ngon. Đổi đồ tím bây giờ nó hơi lãng phí ấy nhỉ. Bây giờ vứt thì vứt được mỗi cái Blink à. Quá tuyệt vời là cái xích. Chắc chắn là cái xích rồi. Lên game là phải chơi xích rồi. Mấy món đồ kia không quan trọng nữa rồi. Ui anh em nhìn kìa, xòe quạt phát chết hết cả đội hình địch luôn. Căng thật. Còn chưa kịp xòe phát thứ hai để mà được hưởng cái hiệu ứng của God ấy. Xòe phát đầu đã chết hết rồi. Dồn đam cực mạnh luôn. Xòe một phát là chết mà còn chưa kịp hưởng cái bộ God luôn. Mặc dù là có được cái hiệu ứng God giảm cooldown, nhưng mà đã kịp xòe phát thứ hai đâu. Xòe đến phát thứ hai thì chắc là còn mỗi con co. Trận này có 9 assassin kẹp với cả half orc à. Và cái bọn ở dưới là nó chơi 6 đỏ kẹp với cả Witcher. Nhưng mà khá là đen, con Fallen chưa lên được 2 sao. Và một cái thằng Nhật thì chơi cái bộ là 6 beat kết hợp với 6 warrior. À, 6 beat kết hợp với 6 warrior kết hợp với cả Kira đấy. Đánh ở level 10 là được. Bởi vì cái trận này nó có cái con tướng tướng beat mới đấy, nên là chơi được như thế. 6 warrior, 6 beat vẫn thừa slot. Thừa slot cho Kira đấy. Ok, 9 assassin cũng không làm tôi sợ. Trời ơi. Đóng đá vào là coi như là đứng im đến chết. Ngon thế nhở. Giờ gót trời sướng thật. Rồi bây giờ cứ tà roll con Thunder lên 3 sao thôi. Chả có vướng bận là cái việc là kích hệ tộc hay gì cả luôn. Đấy. Bây giờ dính hệ tộc vẫn tung trưởng bình thường. Ngon lành luôn. Quá là dễ chơi. God ngày xưa là con phải chú ý là xem là con nào sử dụng được con nào không. Bây giờ không. Bây giờ cứ chơi tất. Cứ miễn là có 4 God là được. Trừ cái bộ Creator thôi. Còn bộ nào cũng chơi được. Kết hợp với God quá hay. Liệu rằng cái trận đấu này tôi có 100% máu về đích không nhỉ? Trông giống lắm anh em ạ. Căng thật sự. Tí nữa còn có một cái con bài chốt. Đấy là nếu mà đối thủ mạnh quá ấy, mà đá nó không cản được ấy, thì con Light Spirit nó đã lên được 2 sao rồi. Thì anh em biết, anh em hiểu ý tôi rồi chứ. Đấy, rất là đơn giản luôn. Tí nữa thế nào mà chả vô địch. Còn có 100% máu đến hết game không thì chưa biết. Cái này thì còn phải xem là liệu rằng chúng ta có đánh khéo đến cái mức độ như thế không. Nhưng mà riêng về cái vụ coi như là top 1 thì là chắc chắn rồi. Không thể nào trượt được đâu. Tầm này bây giờ làm gì còn trượt cái top 1 nữa. Ok. Rồi, mạnh rồi, full 2 sao rồi. Thiếu mỗi con sao devil lên 2 sao nữa thôi. Đồ chưa thèm lấy đồ tím luôn nhé. Tôi còn không thèm lấy đồ tím luôn anh em ạ. Bởi vì nó đã quá mạnh rồi. Những cái món đồ bây giờ đang sử dụng đều là những cái món đồ rất mạnh. Cái món đồ mới, cái mắt ấy, cái mắt nó gọi là Ice Sky D ấy. Thì cái món đó nó có khả năng là giảm tốc độ đánh của đối thủ. Ngoài ra thì còn có khả năng giảm hồi máu nữa anh em nhé. Cái này nó dịch sai đấy anh em ạ. Nó dịch nó không phải là tăng cái khả năng hiệu ứng hồi máu của chúng ta đâu. Mà cái món đấy nó là giảm khả năng hồi máu của đối thủ đấy anh em. Tôi đã test rồi. Đấy, anh em cứ yên tâm. Anh em muốn chơi mà counter và warlock anh em có thể lấy cái món đồ đấy. Rất nhiều anh em trước khi update là sợ là
cái dao ấy nó biến mất rồi thì không còn cái món nào để có thể là giảm hồi máu của đối thủ nữa, thì đó chính là cái Aesekadi nhá anh em nhá. Nó có khả năng là giảm hồi máu của đối thủ. Đấy. Món này nó dịch sai. Ánh mắt AZ này này, nó dịch sai anh em ạ. Bọn này nó dịch sang là tăng hồi máu của bản thân, nhưng mà không phải đâu, nó không tăng hồi máu của bản thân. Ok. Round sau chúng ta có lên xả hết tiền để form về cái con Thunder lên 3 sao không nhỉ? Tôi nghĩ round sau vớ vẩn đen lại, tôi lại gặp cả hai thằng mà tôi lại đập chết cả hai thằng thì sao? Có bao giờ là như thế không nhỉ anh em nhỉ? Trông có vẻ giống như thế lắm. Bây giờ mình có món đồ tím này. Ui rồi quá ngon. Rồi. Tôi sẽ đổi thêm một cái món đồ tím nữa anh em nhé. Mấy cái đồ rác nó vứt đi thôi. Đấy. Đùa. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thôi xong rồi. Đủ bộ luôn. Ui rồi. Line speed lên 3. Chắc là không phải đâu. Rồi. Cầu trời khấn Phật cho là bọn nó không gặp tôi ở đâu này đi. Đao này tôi không kịp xả anh em ạ. Để đao sau nhá. Đao sau sẽ đưa cái con Thunder lên 3 sao. Đao này không kịp. Nói thật là không kịp đâu. Nó còn bao nhiêu con nữa? 4 con nữa cơ. 50 tiền 4 con, tức là roll 5 phát phải được một con. Hơi khó anh em ạ. Chưa tính tiền mua. Cứ bình tĩnh. Không có cái gì mà phải vội cả. Tí nữa chuyển sang trộm chó nữa cơ, yên tâm. Bài nó mạnh lắm rồi. Rồi. Witcher đỏ với chúng tôi. Witcher đỏ với chúng tôi. Này thì Witcher đỏ. Trông có giống như là được chơi không? Ôi lại kia đi rồi. Ôi giời ơi, thế kết thúc rồi anh em ạ. Cay nhỉ. Cả hai bên đều đi. Anh em nhìn thấy con vô lần của đối thủ còn không kịp chơi luôn ấy, không đấm được phát nào luôn ấy. Bị đóng đá đến chết mà. Càng đấy. Bây giờ God chơi đã thật. Thế nhá anh em nhá. Tuần này sẽ là cái tuần mà tôi chỉ có chơi God thôi. Anh em nếu mà quan tâm đến cái bộ God, và anh em muốn xem tôi kết hợp với những cái bộ God khác, kết hợp với những cái tộc khác với cái bộ God, thì anh em hãy nhớ nhá. Ngày mai hãy vào, ngày kia hãy vào, cả cái tuần này hãy vào để xem. Rồi ok. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Cái bộ beat ấy, nó có cái món đồ trấn phái là cái sừng chiến, thì nó mạnh cỡ như nào anh em nhá. Quay xe khi mà có sừng chiến và top 1. Đấy, anh em chọn clip bên trái anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Hay lắm anh em tin tôi. Kiếm hồn đánh theo phong cách của Dota 2, dồn toàn bộ đồ tăng cơ, kèm theo đấy là một cái Radiant, hóa con kiếm hồn thành con Spectre anh em nhá. Đấm cho phổ lần như con luôn. Anh em cứ tin tôi hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.